Hello các bạn nha. Hôm nay anh mình sẽ quay cho các bạn một con súc lật pho nha. Mấy cái pho 46 súc lật. Pho 46 này 60 HP nha các bạn. Vậy các bạn có thể cài ha, cài sới gì đó, có thể tìm nhận xúc này ha, phù hợp mình có nhu cầu xúc gì rất là tiện lợi luôn, nhanh, cơ động. Như mình muốn đi ở chỗ nào xa để xúc một cái gì đó thì tốc độ nó chạy rất lẹ, nó chạy khoảng 30 km/h nha các bạn. Xe phải dòng pho thì chạy rất lẹ, độ bền về số má thì các bạn khỏi lo rồi ha. Bơm thì xài lâu thì nó sẽ nghẹt lược, thì mình có thể thay lược. Đó, vậy là bơm tốt rồi, không vấn đề gì chứ. Con này thì báo giá công khai cho anh em luôn ha. Con súc lật này pho 46 mang súc lật. Giá công khai cho anh em là 135 triệu. Đó. Anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại em ha, 0968 243 543, xem xe Tân Châu Tây Ninh nha. Rồi, xin chào tất cả.